chúc mừng là quý vị nếu xác định cho con vào đây để học và sau này làm nó đứng vững vào đôi chân của nó và không phải quy luy kẻ nào xin việc và tự nó có người đến đón, có doanh nghiệp để xin nó, thì ở đây là môi trường như thế. Là tôi muốn chia sẻ một chút vì hôm nay có phụ huynh thì tôi rất mong muốn rằng là phụ huynh của chúng ta với nhà trường cùng gắn kết, bởi vì đứa con của quý vị thì giờ này trong một năm tới chúng nó là con của chúng tôi và nó chỉ là con của quý vị trong cái ngày chủ nhật ở nhà thôi, còn lại còn tôi quản lý nó nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là chúng ta đều phải có trách nhiệm là thay đổi cái tư duy của nó, chứ mà cho nó ăn nhé. Nó không ăn, còn ngày nó không ăn, nó chỉ có ăn mỗi cơm trong 1-3 năm không chết rồi. Mà mình thay đổi tư duy của nó thôi. Vậy thì thay đổi tư duy của nó là thay đổi cái gì? Thì thưa quý vị rằng là trong cái nỗi khổ mà nhà Phật nói ấy, nó có cái ngũ âm xí thạch khổ. Ngũ âm xí thạch khổ là cái gì? Tôi chia sẻ cái này để quý vị không phải dạy con mình nữa đâu, mà dạy cháu mình, mà dạy đứa thứ hai, thứ ba, dạy của con bà hai, bà ba nữa được. Ngũ âm xí thạch khổ là trong cái ngũ âm này thì con người ta tiếp nhận được 5 cái căn tiếp nhận thông tin vào não mình, thì có phải tiếp nhận thông tin bằng tay không các chị? Bằng mắt nhìn không? Bằng mũi ngửi không? Bằng lưỡi nếm không ạ? Và bằng thân không? Có phải tất cả chúng ta ngồi đây đều phải nóng toát mồ hôi ra là tiếp nhận cái con đường nóng bằng cái gì ạ? Thân. Chỉ có 5 cửa này vào. Và ngũ âm xí thạch khổ là gì? Ở đây nó chỉ có mấy trạng thái thôi. Tai thì mình thích nghe định không ạ? Có thích nghe khen không? Đấy, chị em phụ nữ sáng ra khen phát cười cứ sáng đến chiều. Mà bản chất mình thì vẫn là mình. Nhưng mà chồng khen phát vẫn gọi ạ. Có thể nó không khen thì mình xấu ạ? Có phải khen hay không khen thì bản chất mình xấu vẫn xấu và mình đẹp vẫn đẹp hơn anh chị. Bản thể nó không có thay đổi. Nhưng mà bản năng của con người mà được khen thì rất xuống. Tôi cũng là mình. Nhưng mà bị chê, bị chửi thì có chán. Vậy thưa các quý vị, nếu con mình mà mình suốt ngày khen và định thì hôm nào đấy mình không khen thôi nó đã buồn chưa ạ? Tên tôi đi, có phải cho con ăn là nhiệm vụ của vợ không? Nhưng mà ngày nào mình cũng cho con ăn và một ngày cả trời không cho con ăn được, vợ nó có chửi không? Nhưng mà nếu để vợ nó cho con ăn suốt cả tháng và thỉnh thoảng mình cho con ăn một bữa, ông vợ này khen không bao giờ nấu cơm cho vợ. Nhưng mà bỗng nhiên vào bếp nấu cơm cho vợ, vợ cũng vui không? Vui. Nhưng suốt ngày nấu cơm cho vợ, một hôm không nấu cơm, vợ chửi. Vậy bản chất của cuộc đời này là đỡ khổ thì sướng, mà đỡ sướng thì khổ. Vì vậy con cái của chúng ta phải cho nó trải qua tất cả các tầng bậc, lúc khen, lúc chê. Vậy thì cái việc mà thầy cô giáo có chê nó một chút để nó nhìn ra đúng bản chất của nó là chuyện bình thường hay chuyện xấu xa? Nhưng có những phụ huynh công đoạn chê con mình một tí là cảm giác như tất cả trời này nó sập. Nhưng mà nếu con mình nó mặt nào thì nó ở trên trẻ mà nó thánh thôi. Vậy thì bản thể con người ai cũng mắc lỗi, và mắc lỗi thì người khác góp ý cho là chuyện bình thường. Nhưng có những phụ huynh cực đoan, tôi cũng nhắc lại để chúng ta xác định rõ cái tư tưởng của mình. Cái câu chuyện thứ hai, mắt nhìn. Có phải là chúng ta thích nhìn đẹp không ạ?
nhìn những thứ sang trọng không ạ? Và ghét nhìn những thứ xấu và nhìn những thứ rẻ, nơi bẩn thỉu, quê mùa. Nhưng thưa các chị, nếu con mình mà toàn nhìn những nơi đẹp đẽ thì ở nhà mình là nơi gì? Khổ nhất. Nhưng nếu con mình toàn nhìn những nơi khổ thì khi về nhà mình, nó thấy ở đấy là gì? Sướng nhất. Vậy thì bản chất cuộc đời dạy con nó rất đơn giản, là hãy cho nó đi nhìn những cái chỗ đẹp đẽ, tiến bộ. Ví dụ bọn tôi cho nó đi du lịch, có thể cho vào thành phố để nó nhìn thấy rằng thành phố phát triển thế nào, để nó khát vọng. Nhưng có thể tấu vào miền núi và phải ăn ngủ với người dân để cho nó thấy là ở đấy khổ thế nào, đến chỗ khổ để thấy mình còn hạnh phúc, đến chỗ sướng để thấy mình còn có khát vọng. Nhưng rất nhiều phụ huynh là mắc cái căn bệnh chính diện, là cứ phải con mình là gì ạ, phải ở chỗ tuyệt vời nhất. Đây là bệnh của dân Việt Nam, đặc biệt là những cái nhóm mới giàu, là trả thù lời mà đời bố đã khổ rồi, đến đời mày khóc thì khổ rồi, cuối cùng mình chết đi nó quá khổ vì còn điện tử ở đâu. Và tôi nói nhắc lại, tất cả các vĩ nhân trên thế giới chưa kẻ nào sinh ra trong một điều kiện tuyệt vời, và chưa có một cây nào gọi là cây to nếu như không phải sống ở trong rừng, và sống ở trong nhà toàn bonsai. Cho nên là đừng chiều chuộng con quá. Vì vậy một năm ở đây là rèn luyện, chứ không phải là rèn luyện cả về não, cả về mắt đấy. Chứ không phải là xác định là con mình đến đây là cực kỳ sướng và không cần phải làm gì, sáng tập thể dục xong chiều ăn xong tối thì là đọc sách xong đi ngủ, xong năm sau có việc làm và chả phải nghĩ gì đâu, con là sướng lắm. Mắt nhìn mũi ngửi, có phải ngửi mùi mình biết ngửi mùi thơm không ạ? Và ghét mùi mũi đâu. Cho nên nhiều đứa về quê bố nuôi con lợn, nó còn không cam xuống chuông lợn, mà trong khi đó nó sống lên từ con lợn. Tại vì ngày xưa bố nó mới lợn nuôi nó mà. Thế thì cái việc mà cho chúng nó lúc thì điều kiện sạch sẽ, lúc thì phải điều kiện nuôi hám cho chúng nó trường này, thì nó mới đang có người. Và những người đến cái lưới cũng phải ăn, lại nói chuyện ăn nhé. Có những bậc cha mẹ chiều con, tức là chỉ ăn đúng khẩu vị thôi, tức là chỉ thích ngọt này, bùi này, đúng khẩu vị. Còn khác khẩu vị một cái là gì? Chê. Nhưng mà nếu một người mà ăn được đắng, cay, ngọt, bùi, mặn, chát, thì vào miền Nam ăn ngọt vẫn ăn được, vào miền Trung ăn cay vẫn ăn được, ra miền Bắc ăn mặn vẫn chịu được. Thế thì ở đâu mà chả hạnh phúc? Nhưng nếu không ăn được cay vào miền Trung thì thấy gì? Thấy khổ. Vậy sướng khổ là toàn bộ do rèn luyện mà ra, chứ không phải tự nhiên nó có. Tại sao người ta sống Việt Nam người ta ăn ngọt được? Vậy thì cái câu chuyện là ăn cũng vậy, tập ăn tất cả mọi thứ như mọi người để dần hòa đồng với đám đông, chứ không phải ăn một chế độ riêng. Và tôi nhắc luôn chị nhá, và nếu nó không ăn trong vòng năm này chưa chết được. Không lại là giống như được cho cháu kiểu này kiểu kia, cháu nhà em nó không ăn được kiểu này, cháu nhà em không ăn được kiểu kia. Nếu mà tất cả 200 con người mà 200 khẩu vị khác nhau thì người khổ nặng nhất là ai ạ? Đầu bếp. Đấy, sáng ra vậy ôm nấu xôi thì một nhóm thích ăn xôi và ngon quá, một nhóm bảo rằng ngon vô cũng ăn đùm đùm đấy vô. Nếu hôm nấu phở thì bọn ăn xôi các bạn rằng cũng quen ăn nước, ăn nước là ngon nó vô. Thế cuối cùng là không đổi ngon thì nó lại chơi, mà đổi ngon thì cũng bị nó chơi. Đấy, vậy đi trước đám đông là phải tùy thuận. Tiếp đến cái thân thì ở đây là có điều hòa, nhưng thân của chúng ta bao giờ cũng thích mát,
mát mẻ, đúng không ạ? Thích ấm áp, bạn nóng lại thì gì? Thì ghét. Nhưng nếu con người ta chịu được được các tầng ẩm của thời tiết thì đâu có khổ nữa. Có phải ngày xưa chúng ta, cái thời anh em mình mà ngày xưa có cái quạt lan cái này đang nóng tầm ngồi giữa cái gốc cây mà quạt cái này nó quê lắm rồi. À, bây giờ nó tắt điều hòa bật cho hẳn cái quạt điện, điều hòa nó hỏng bật hẳn cái quạt điện vẫn cảm thấy đời khổ. Vậy bản chất là gì? Đỡ sướng là khổ mà đỡ khổ là sướng. Vậy nếu con mình mà nó trải qua hết tầng bậc như thế này, nếu tất cả năm cái tầng bậc này mà nó đều ở đỉnh cao cả, tức là tai nó nghe sướng, mắt nó nhìn sướng, mũi nó ngửi sướng, lưỡi nó ăn đúng khẩu vị, thân nó ở lúc nào cũng mát mẻ, thì đứa này ở trong trạng thái tâm tình chỉ có nhốt ở trong phòng và bố mẹ nó nuôi được và không bao giờ gặp được ai nữa. Nhưng nếu tất cả nó đều ở tầng bậc thấp nhất thì nó gặp bác nó dây nó chơi được, gặp thằng trẻ trâu cũng chơi được, gặp thằng ăn cướp cũng có chịu được, thì cuộc sống của nó bứt do bứt tai đó. Cái chính mình đúng không? Đấy, vì vậy tôi chỉ chia sẻ cái góc nhìn này thôi và gửi tới quý vị phụ huynh một cái lời chia sẻ, một cái thông điệp là đừng chiều chuộng con mình quá. Và một năm nó rèn luyện không chết được đâu. Cho nên là hãy phối hợp với nhà trường, thay vì cho nó khổ một năm để nó sướng cả đời. Mày nói như vậy là chuẩn bị tinh thần nhé. Còn hơn là cho nó sướng 20 năm lúc bố nó đang kiếm được tiền và đến lúc bố nó chết đi thì nó khổ và đời cháu cũng khổ. Vì vậy là đây tôi chỉ gửi hai cái thông điệp này. Một là quý vị cho con đến đây là xác định học là để làm. Vì vậy về cũng không cần phải đi xin việc cho nó đâu. Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần phải hỏi quan hệ là chị ơi, chị có chú nào ở chỗ này không, chú nào chỗ kia không, cháu nhà thăm than chưa người không, chấm dứt chuyện đấy. Thứ hai là muốn vậy mà con mình có chín vậy được thì phối hợp với nhà trường, thấy con nó khổ một tí thì bảo con là gì, chưa chết được đâu con. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 0976 7766 22.